Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái review về một cái mặt hàng bán khá là chạy cũng như là lợi nhuận rất là cao đấy. Thì mình muốn chia review một cái sản phẩm này để các bạn có thể tham khảo để nhập để bán cho cửa hàng của mình nha các bạn. Thì cái mặt hàng này là một mặt hàng ăn vặt, thì được gọi là trẻ em rất là thích ăn nha các bạn. Thì không vòng vo nữa, thì đây là sản phẩm mình muốn review với các bạn. Đây là sản phẩm của nhãn hàng Midas nha các bạn. Thì ngày trước mình có review nhưng mà là loại một chân. Thì hôm nay mình sẽ review mặt hàng của Midas loại hai chân nha các bạn. Đây là chân gà Midas. Đấy, thì các bạn cũng biết chân gà là một cái mặt hàng ăn vặt được trẻ em từ cấp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy, rất là thích ăn. Thì đây là một cái sản phẩm mà có thương hiệu đầy đủ này, có giấy có cái giấy bảo đảm an toàn thực phẩm được cấp rất là chuẩn nha các bạn. Không phải là một nhãn hàng gọi là đóng lại hoặc là mua của từ bên Trung Quốc, mà là đây là công ty sản xuất. Thì các bạn cũng biết này, hãng Midas này. Hãng Midas thì các bạn hay ăn Bim Bim thì các bạn cũng sẽ biết là một trong những cái nhãn hàng mà có cái lượng bán trong cái đợt trung thu rất là cao đấy. Thì các cái mẫu mã của bên Midas cũng khá là đẹp đấy các bạn. Thì đây là chân gà hai chân, đây hai chân nha các bạn, của bên Midas. Thì bây giờ cùng mình bóc để review xem là chân gà hai chân nó khác gì với loại một chân nha các bạn, và cái chân của nó có to hay là nó bé để các bạn có thể nhập về để bán cho cửa hàng của mình đấy, bán lợi nhuận rất là tốt nha các bạn. Bây giờ cùng mình bóc cái chân gà này nha các bạn. Đây, khu vực này nó sẽ có một cái chỗ để mọi người có thể bóc dễ dàng, chỉ cần xé nhẹ cái là được. Đấy, sau khi bóc ra thì các bạn bóp cái chân lên. Đấy, mình sẽ rơi cho các bạn xem hai cái chân rất là to nha các bạn. Đó, đây, tổng quát hai cái chân. Wow, nhìn rất là ngon nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình cùng mình thử xem là cái hương vị của nó như thế nào. Mời các bạn cùng ăn chân gà của Midas cùng mình nha. Chân thì rất là thơm nha các bạn. Ăn nó có các cái hương vị thảo quả. Đấy, gần như là nuốt được cả xương nha các bạn. Mình vừa cắn một cái bộ chân mà không còn gì cả, có thể ăn được cả xương luôn. Đây các bạn xem, cái sụn của nó rất là trắng nha, nó không bị đen như các cái chân gà của Trung Quốc. Thường cái chân gà của Trung Quốc khi các bạn ăn ở bên cái sụn ấy, các bạn cắn đến cái sụn thì nó sẽ có cái màu thâm, nó ở cái vùng sụn của nó này thì nó bị thâm nha các bạn. Cái chân gà này thì họ làm bằng gà gọi là gà tươi sống, nhưng họ chế biến, họ cắt cái phần chân họ chế biến luôn thì nó sẽ không ủ đông lạnh, thì nó sẽ không bị thâm. Nếu mà chân gà đông lạnh thì
khi mà làm như thế này thì nó sẽ bị thâm cái khớp nha các bạn. Thì các bạn ăn nhiều chân gà thì các bạn sẽ biết. Đây, chân gà chính hãng thì nó sẽ có cái tem màu xanh nha các bạn. Đây là cái đảm bảo chất lượng ISO 22000. Năm 2000. ISO 22000 và năm 2018 nha các bạn. Đây là cái tem 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 bảo đảm chất lượng ISO 22000 năm 2018 được cấp nha các bạn. Đấy. Cái chân gà này được sản xuất tại Hải Phòng. Có số chứng nhận đàng hoàng nha các bạn. Đấy, địa chỉ, thành phần đều có ở trong cái bảng này nha các bạn. Đấy, thì các bạn khi mà mua chân gà thì nên lựa chọn cái nhãn hàng nó uy tín, đấy, có chất lượng đảm bảo để mình có thể ăn nó an toàn hơn nha các bạn. Bởi vì ở trên thị trường nó có rất là nhiều hãng chân gà. Đấy, thì Trung Quốc cũng có, Việt Nam cũng có, mà Trung Quốc liên danh với Việt Nam thì cũng có, nên là các bạn nên lựa chọn làm sao để khi mà ăn vào cảm thấy sức khỏe của người mà mình muốn cho ăn nó an toàn nhất có thể nha các bạn. Đấy, thì khi mà ăn các bạn nhìn cái chân gà thì nó cũng cảm thấy nó an tâm hơn nha các bạn. Cái bao bì đấy, in hạn đát. Đây các bạn nhìn cái đát của nó cũng đã rất là an tâm này. Hạn đát của nó in không bao giờ bị mờ. Đấy, rất là rõ ràng ngay ở trên trên đầu của cái bao bì luôn. Nên là mình muốn chia sẻ cũng như review cái sản phẩm này để cho nhiều bạn biết đến, để có thể mua chân gà này ăn nhé các bạn. Cái hương vị của nó thì cũng khá là tương đồng so với các cái mặt hàng của Trung Quốc, nhưng mà nó sẽ bớt cay hơn một chút nha các bạn. Nó sẽ không cay bằng của Trung Quốc. Đấy, riêng cái chân gà của Việt Nam mình thì sẽ không cay bằng của Trung Quốc nha các bạn. Đấy, độ cay độ ăn cay của người Việt mình nó cũng không ăn cay bằng người Trung Quốc, nên là cũng vì thế mà các cái chân gà của hãng Việt Nam sản xuất thì cái lượng cay nó cũng ở cái mức vừa phải nha các bạn, không cay quá. Đấy, mời các bạn ăn tiếp cái chân gà này với mình nhé. Ở đây là cái chân gà đôi nhưng mà cái chân cũng rất là to nha các bạn. Giá cũng chỉ có chênh nhau chỉ có 2000 thôi. Đấy, một cái chân gà thì thường họ bán ra loại một chân thì có nơi bán ra 8000, có nơi bán ra 10000. Thì riêng cái chân gà đôi này cũng chỉ bán ra có 10000 một đôi này nha các bạn. Đấy, cái sụn rất là trắng nha. Đó. Đấy, có một cái lớp giống như kiểu ăn thịt đông ấy các bạn là ăn thịt đông mùa Tết ấy, thì nó sẽ có một cái lớp nó bao bọc cái da của chân gà, ăn cái đấy nó rất là thơm. Đấy,
Để khi các bạn mở cửa hàng tạp hóa thì không thể thiếu được các cái đồ ăn vặt dành cho học sinh. Đấy, thì các bạn nên lựa chọn những cái nhãn hàng uy tín một chút để cung cấp cho học sinh cũng như là các bạn nhỏ để giảm cái ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé nha các bạn. Mà các bạn bán cái này nó cũng lợi nhuận cho cửa hàng rất là cao. Và mình chỉ bỏ có một 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 chút cái xương này thôi. Đấy, thì một cái bịch này của nó là 30 cái nha các bạn. Giá nhập vào thì nó rơi vào là 8.000. Đấy, nếu mà các bạn nhập số lượng càng nhiều thì có thể là giá nó cũng sẽ rẻ hơn được một chút nữa. Thì các bạn bán ra 10.000 thì cũng được 2.000 một cái. Đấy, thì có khu vực thì bán cả 12.000 một 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 cái này nha các bạn, vì nó là chân đôi. Nó sẽ lợi gọi là bán nó sẽ dễ hơn là cái chân một nha các bạn. Cái chân một thì có hãng có nhà thì bán 10.000. Đấy, thì cái này nó chân đôi thì có thể bán lên được 12.000 một đôi một chân. Đấy, thì cái lợi nhuận của nó sẽ có lợi hơn rất nhiều so với các bạn bán ra một thùng hảo hảo nha các bạn. Các bạn chỉ cần bán một cái chân thì các bạn được ít nhất là 2.000. Mà cái mặt hàng này thì bán rất là tốt nha các bạn. Đấy, khi mà một ai đó mua ít nhất thì cũng phải mua 2 cái trở lên. Đấy, thì em ăn mới mới cảm thấy nó vừa đủ nha các bạn. Thì các bạn bán 2 cái thì các bạn đã lời được 4.000, mà cái vốn bỏ ra chỉ có 8.000 thôi. 8.000 nếu bạn lời được 2.000 rồi. Đấy, thì các bạn nên cân nhắc làm sao nhập cái mặt hàng nó vừa an toàn, bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam cũng như là có thể mang lại nguồn thu nhập cho cửa hàng của mình. Đấy, thì mình cũng làm cái video này muốn chia sẻ với các bạn cũng như review qua cái chân gà của nhãn hàng Mi Đát để các bạn có thể biết cũng như là nhập về để các bạn kinh doanh. Đấy, thì các bạn thấy video này hay thì để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.